Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình review tiếp tục cái tiệm Bông Trang, cặp kênh sáng lấp vò của cô cho các bạn xem. Cái bông trang này là bông trang màu hồng cánh sen. Màu hồng này thì nó đậm hơn màu hồng phấn. Dãy bên đây là màu hồng không? Màu hồng cánh sen. Đó. Còn đây là màu hồng phấn nè các bạn. Màu hồng phấn thì nó nhạt hơn, nó lợt hơn màu hồng cánh sen. Đây. Mình lấy mình để kế bên đây cho mấy bạn xem nè. Ồ, cái cây này cái rễ của nó ra thân một cốt nha các bạn. Màu hồng phấn, thân một cốt, cái rễ của nó ra nè. Các bạn nhìn cái rễ của nó khá là đẹp. Đây, màu hồng phấn nó nhạt hơn màu hồng cánh sen. Mình đang cầm trên tay là màu hồng phấn, còn màu đậm kế bên là màu hồng cánh sen. Để xuống cho mấy bạn xem. Đó. Đây cái rễ của cái cây hồng phấn này mọi người. Cái rễ với nó mọc ra như cái rễ mai gì đó mọi người. Thân một cốt luôn. Mà cái dáng của nó khi mai mốt nó lớn lên đó, mọi người uống cũng rất là dễ. Tại vì cái thân cái rễ của nó đã đẹp rồi nè. Rễ đây, uống lên mình uống như cái này nó sẽ xè lên. Cái này như cái lưỡi liềm ha. Mọi người nhìn nè, phải không, như lưỡi liềm. Uống cái dáng nó rất là đẹp. Cái ông này thì chắc là sẽ rẻ tiền hơn cây trên này nè mọi người. Cây trên này cái thân một cốt nó to rồi. Mọi người xem cái thân một cốt của cây trên. Đây. Ở trên là màu hồng cánh sen. Rồi mình sẽ tiếp tục đi qua phía bên đây cho mọi người xem. Mình đi ra phía bên đây cho mọi người xem nha. Cái hàng bên đây là bông trang lá hẹ. Cái này cũng cây màu hồng phấn lúc nãy nè mọi người. Phía bên đây là bông trang lá hẹ. Phía bên đó là bông trang vàng. Bông trang lá thường của mình màu vàng á. Cái này lá hẹ. Lá hẹ thì chỉ có màu đỏ thôi nha mọi người. Đây là bông trang lá xoắn nè. Nó xoắn xoắn rồi nó một cốt nè mọi người. Đây cái thân của nó đây. Cây thân bên đây nè mọi người, thân một cốt đây. Đây, cây bông trang bên đây các bạn thấy một cốt gõ gệt luôn nè. Khi nó cao lên cái mình uống cái tán ở trên này nè mọi người, muốn thành cái hình gì á thì mình sẽ quấn dây chì hoặc dây kẽm, mình quấn uống theo ý muốn của mình. Là cái loại thân này một cốt thẳng đứng luôn nè mọi người. Rồi khi mình uống nó sẽ cái tàn nó như cái quả địa cầu ở trên màu tròn, hoặc là nó sẽ bầu ở đây xong rồi thon rồi lên tới ngọn đây, nhọn lên cái hình cái giọt nước ngược, đâu giọt nước xuôi chứ. Đó, đây là cây một cốt. Đây qua phía bên đây cho các bạn xem cây một cốt. Là các bạn khi các bạn trồng á, các bạn dưỡng để cho nó lên thẳng lên được một cốt, hoặc là bây giờ mình đi mua mình lựa cây lớn một cốt sẵn, còn lúc mà còn nhỏ thì các bạn dưỡng. Ở nãy giờ mình ấn tượng hai cây thân một cốt này nó thẳng đứng. Cây này là mua gì uống rất là chuẩn luôn nè mọi người, nó thẳng đứng lên luôn. Ai có nhu cầu mua thì hãy comment bên dưới video nhé các bạn. Đó, hai cây thân một cốt rất là ấn tượng. Các bạn nhìn xéo xéo ở bên kia. Cái này là một cốt lá thường nè, lá thẳng thường, còn phía trong đó là một cốt lá xoắn. Một cốt lá xoắn này là màu hồng. Thường lá xoắn thì nó có màu vàng với màu hồng nha mọi người, còn lá hẹ ở đằng đó thì màu đỏ. Rồi để mình bước qua phía bên đây. Ở phía bên đây thì có cây bông trang Mỹ Hồng. Bông trang Mỹ Hồng là loại lá lớn. Đây, tại cái nguyên hàng Mỹ Hồng này ổng chưa có nở rộ cho nên các bạn chưa có thấy rõ màu, chứ ổng là màu hồng. Loại Mỹ Hồng nè mọi người. Đó, nguyên hàng này là Mỹ Hồng. Còn bên đây là cái mấy cây bông trang thân lớn màu vàng với màu đỏ. Mình đi dài qua bên đây cho các bạn xem. Bên cạnh đó thì có linh sam. Bên đây là hàng hồng phấn mấy cây nhỏ nhỏ. Tùy theo loại gì, tùy theo kích thước lớn nhỏ mà giá tiền khác nhau. Mấy ông hồng phấn này, ổng nhỏ mà ổng lên bông thấy thương luôn, lên bông liền hả? Màu hồng này mau chỗ bông lắm mấy bạn. Bông của cái màu hồng phấn á, bông trang màu hồng phấn này á thì nhỏ nhỏ gọn rồi, nhưng mà nó mau ra bông, thường xuyên ra bông. Đó. Lộn, cây này màu hồng cánh sen hay sao nó đậm hơn. Cây này màu hồng cánh sen. Cái vườn rất là rộng, cặp kênh sáng đó các bạn xem. Phía ngoài này là bông trang màu vàng đó, dài ở phía bên đó luôn nha mọi người. Dài qua phía bên đây luôn. Đây là kênh sáng. Đó, dài qua bên đây. Mọi người ơi, bây giờ video của em review đến đây là em kết thúc video. Mến chúc tất cả mọi người có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Bye bye, chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.